Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày đầu năm 2023, thời tiết khắp ba miền đất nước nhìn chung là thuận hòa để mọi người có thể tận hưởng không khí vui tươi của năm mới. Khu vực miền Trung thì có mưa nhỏ, ở Nam Bộ sáng nay cũng có mưa trái mùa cục bộ nhưng đến chiều sẽ hửng nắng, còn miền Bắc trời cũng sẽ bừng nắng sau nhiều ngày giá rét. Dự báo trạng thái nắng ráo sẽ duy trì liên tục cả chiều nay ở khu vực miền Bắc, mang đến bầu không khí ấm áp hơn, nhiệt độ tăng từ 1 cho đến 4 độ so với ngày hôm qua. Thủ đô Hà Nội lên mức 21 độ, các thành phố khác như Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, sang Lào Cai, Điện Biên Phủ và Sơn La phổ biến từ 18 đến 21 độ. Ở khu vực miền Trung, chiều nay tại Thanh Hóa, Vinh, Hà Tĩnh và Đồng Hới, trời tạnh ráo, nhiều mây, nhiệt độ từ 18 đến 21 độ. Còn xuống đến Huế cùng với Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quy Nhơn và Nha Trang đôi lúc có mưa nhỏ nên nhiệt từ 26 độ trở xuống. Người dân ở Tây Nguyên sẽ bắt đầu năm mới với trạng thái nhiều mây, một vài nơi thì còn có mưa nhỏ, không khí lành lạnh với nhiệt độ cao nhất chiều nay ở các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa và Đà Lạt từ 21 đến 24 độ. Ở Nam Bộ, sau buổi sáng có mưa trái mùa cục bộ, dự báo chiều nay toàn miền trời sẽ hửng nắng và tạnh ráo. Nhiệt độ tại thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và phần lớn các nơi khác phổ biến từ 30 cho đến 33 độ. Chuyển sang thời tiết biển. Thời tiết ngày đầu năm thì không mấy thuận lợi, nhiều vùng biển vẫn cảnh báo sóng to và gió lớn. Từ Quảng Trị trở xuống đến Cà Mau, ra ngoài khơi quanh huyện đảo Trường Sa có gió đông bắc cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Trời có mưa dông kèm nguy cơ xảy ra lốc xoáy. Còn ở huyện đảo Hoàng Sa thì có gió đông bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo cho một số thành phố trên cả nước trong chiều và tối nay.